cùng. Mấy con làm gì bận biểu cái nào tôi cũng cần biết. Mấy con thương cha là Thượng Đế, thương mẹ là Phật Mẫu, thì giúp sư phụ mỗi ngày ngồi thiền nửa tiếng. Đọc kinh á thì nó hơi lâu, nhưng mà tệ nhất á con ngắt khúc chót là 36 lại sám hối, nó không có tới 5 phút nữa. Nhiều đó thôi sư phụ cũng vui nữa. Còn khi nào sư phụ con rảnh rỗi lắm á thì mấy con đọc từ kinh Địa Mẫu xuống. Còn căn bản tệ nhất là cứ 36 lại sám hối, ngắt cuốn kinh cuối cùng. Sư phụ muốn xuống tại nha, nhưng mà phụ phải nói để con có cái sự option. Chứ căng quá, ngày một tiếng mấy nó hơi nhiều quá nghe. À, thì sư phụ cho nó option đó, tức là cứ 36 lại sám hối thôi, sư phụ là vui rồi. Để mình ngồi thiền, phải ngồi thiền. Ngồi thiền mình mới biết được con của mình. Hôm nay nó có làm ông quốc, nó có đi chơi, nó có cúp cua không? Thằng chồng mình đi ra đường làm gì? Tại trong thiền nó tự nhiên cái linh tính của con á phát hiện được á, cái tâm con nó không có bị rối loạn, là cho đời sống của con á, và đồng thời cũng là cho cha mẹ vui yên tâm. Và đồng thời ngồi thiền để mình biết bữa nay mình ra đường mình giao du mình làm gì, ngày mai mình có ý định mở tiệm hay đóng tiệm hay là làm gì, thì cũng là có lợi cho bản thân của gia đình trước, các con trước. Đó là cái cuối cùng.